Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tuyền Tít Vlog. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách mới. Đó là thử thách 24 giờ sống trong một cái bao và không ăn, chỉ uống nước. Vâng, và bây giờ là đang là 8 giờ 34 thứ bảy ngày 16 tháng 2 các bạn nhé. Và mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách từ bây giờ đến khoảng tầm ngày mai là sẽ kết thúc thử thách 24 giờ ngồi trong cái bao, sống trong cái bao. Và để thực hiện thử thách ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị ở đây một chiếc bao. Cái bao cực kỳ to các bạn, làm sao có để đủ cho mình ngồi với trong cái này thôi nhé. Và đây, hai chai nước. Như mình đã giới thiệu thì hôm nay mình sẽ không ăn, mình chỉ uống nước thôi nhé. Yeah. Và các bạn nếu xem video thấy hay thì hãy cho mình một nút like, một nút đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Rồi, và bây giờ không nói nhiều nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thử thách nhé. Bây giờ thì mình sẽ chui vào trong cái bao này và sống ở trong đó 24 giờ, coi như đó là một ngôi nhà của mình, một ngôi nhà ở trong cái bao này. Nghe có vẻ rất đơn giản nhưng mà không biết mình có vượt qua được không, tại mình ngồi 24 tiếng đấy các bạn ạ. Mình đã chui được vào trong bao rồi các bạn. Đây thì mình có làm hai cái lỗ để có thể thò tay ra và lấy nước này, cầm máy quay này và buộc dây lại. Buộc dây lại. Tại vì mình chỉ có mình nên là không có ai trợ giúp mình về cái việc như này, nên là mình bắt buộc phải làm như này để có thể là cầm nước hay là thít dây. Rất là nóng các bạn ạ. Mặc dù ở ngoài Hà Nội bây giờ đang là trời âm u nhưng mà chui vào trong cái bao này cực kỳ là nóng luôn ấy. Mình cũng đây là trợ thủ đắc nghiệp của mình. Mình có thể quay. Mình sẽ di chuyển bây giờ vào nó. Đây thì không thể đi được, khó cực kỳ luôn. Thực ra cái bao này ấy, thì mình đã chuẩn bị từ lâu rồi, mình đã muốn quay cái clip từ lâu lắm rồi, nhưng mà cứ bận, xong là chả quay, đến tận bây giờ mới có thể quay được các bạn. Nóng vãi chưởng, không biết hai chai nước này có đủ để tôi uống không. Đây là năng lượng để mà tôi sống 24 giờ đấy các bạn ạ. Là nó đấy. Ôi, nóng vãi chưởng nhỉ. Nóng kinh khủng luôn ấy. Nóng. May mà tôi thực hiện clip này vào mùa này chứ không vào mùa lông, à mùa lắng thì chắc là vỡ hết cả mồm ra. Thôi bây giờ không bao nhiêu nữa. Làm nghỉ tí đã nhá. Xin chào các bạn. Bây giờ là 11:07. À, 11:07 rồi các bạn. Vậy là mình ở đây được. Vậy là mình ở trong cái bao được 3 tiếng đồng hồ đấy. Thật sự là nóng và mỏi chân quá các bạn. Vừa chợp mắt được tí, tỉnh dậy thì người mướt mát mồ hôi rồi, ở trong mướt mát mồ hôi rồi các bạn.
lắm, kinh khủng luôn. Các bạn mà xem mà thấy video là hay ấy, mà thích ấy, thì mong mọi người hãy bấm like và chia sẻ giúp mình nhé. Và nhớ là đăng ký kênh để theo dõi những cái video thử thách tiếp theo của mình nhé. Nóng quá ạ. Trời thì không nắng mà sao nóng thế nhỉ? Có lẽ làm trong cái bao nó nóng các bạn ạ. Bây giờ mình phải uống nước. Lấy nước cũng khó. Đúng rồi. Đây là bữa trưa của mình đấy các bạn ạ. Mình không sẽ không ăn gì, mình chỉ có uống thôi. Đây là thử thách đầu tiên. Thử thách đầu tiên của mình. Bạn nào mà có thêm thử thách ấy, hay là muốn mình làm gì ấy, thì cứ nhớ nó comment bên dưới, mình sẽ làm hết. Cái gì mình làm, yên tâm. Nhưng mà đừng có quá gọi là kinh dị, đừng có mà thất đức quá, hay là nói chung là những cái gì mà nó quá nhá, đừng cái gì quá, quá không tốt đâu. Ví dụ như tôi này, đây tôi phải khâu ba cái bao vào thì nó mới đủ để tôi ngồi đấy, béo quá mà. Các bạn nhìn là các bạn có liên tưởng đến cái đoạn phim nào không? Cái đoạn phim ở trong Tôn Ngộ Không ấy, cái đoạn mà Chư Vắt Giới nó bị mấy con yêu tinh nó nhốt vào bao ấy, giống không? Quá giống. Dành một ngày chỉ để ngồi đây, chỉ để uống nước và ngủ, không biết thế nào mới được có 3 tiếng thôi mà tôi đã cảm thấy nó bí bức lắm rồi. Không biết có chịu nổi 24 giờ không. Thôi, lại ngủ tiếp đây các bạn. Vừa làm được một giấc các bạn ạ. Nóng quá. Mấy giờ rồi? Bây giờ là 14 giờ 15 phút. 14 giờ 17 phút rồi các bạn. 14 giờ 17 phút. Nóng vãi trưởng. Nóng quá các bạn. Ở chân lại còn đau mỏi đấy chứ. Rưỡi không rưỡi ra được. Co không co vào được. Đúng là cực hình. Nóng. Thật sự là nóng. Các bạn thấy không? Mồ hôi.
cái chân mình ở trong này cảm giác như nước mồ hôi nó đang chảy ra như kiểu là vừa mới tắm xong rồi ấy. Ôi không biết đến ngày mai mà tôi bước ra khỏi cái này thì không biết nó như thế nào nữa, chắc là không ai dám ngồi gần luôn đấy. Khổ chưa mặc ị ị, không biết làm sao đến trụ đến ngày mai nữa đây. Độc uống nước thôi mà sao cũng bị là thế nào thế. Thôi ngồi niệm thần chú. Ôi, hôm nay buồn quá, từ sáng lắm rồi đấy, ngồi từ sáng đến giờ cứ ngồi đây nhìn trời nhìn đất, đã ăn đói thì chưa, bên kia cứ rồ mà chả rồ người. Bây giờ là 6 giờ kém 6 phút, 6 giờ kém 6 phút rồi các bạn. 6 giờ kém 6 phút 17 giờ 54 à. Thật các bạn, ngồi buồn 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 chết người luôn ấy. Chén nước thứ hai rồi các bạn. Nhiều muỗi lắm các bạn. Khi đêm nay tôi ngủ tôi phải chui hẳn đầu vào trong ngủ mất. Các bạn đã ăn cơm chưa? Tôi đói lắm các bạn ạ. Đói kinh khủng rồi đấy. Đang ăn suốt ngày, một ngày 4 bữa 3 bát, giờ không được ăn thế nào. Nhưng mà cũng may. Hôm nay tôi đã ngồi thiền các bạn. Ngồi đây nhân tiện hôm nay tôi đã nhận ra một điều, tôi có thể ngồi thiền được. Và ngồi thiền nó có tác dụng gì? Đó là giúp tôi không bị buồn ị nữa. Thế thì tôi mới trụ đến lúc như này đấy. Còn buồn tè thì sắp rồi. Các bạn biết đấy, tôi uống gần 2 chai nước rồi mà chưa có dấu hiệu gì. Sợ nhất là bây giờ mình té ra đây nhỉ. Nhưng mà tôi sẽ, nếu mà cơn buồn tè tới tôi sẽ cố ngồi thiền một lần nữa xem nó như thế nào nhá. Nói chung là chán như con rán ấy, ngồi buồn lắm, chả biết làm gì, ngồi cả ngày ăn không được ăn, điện thoại không được nghịch. Đây là điện thoại, nó chả có gì các bạn, nó chỉ để xem giờ thôi, buồn lắm. Ngồi ngắm mấy chai nước nhìn linh ta linh tinh, trời không nhìn các bạn ạ. Trên đầu tôi là cái mái tôn, không nhìn được trời, quá nhỏ. Thôi lại ngồi ngẫm nghĩ sự đời tiếp đây. Mỏi chân lắm rồi ấy. Bây giờ không biết tôi đứng lên, tôi có đứng dậy được không luôn ấy. Thôi các bạn ăn cơm đi nhá. 6 giờ rồi ấy. Bye bye, hẹn gặp lại. Tôi ngồi nghiên cứu sự đời cái. Các bạn ơi, quay lại các bạn ơi. Phút
9 giờ tối rồi các bạn ạ. 9 giờ tối. Tôi không nghe được nữa rồi các bạn. Chân tôi nó mỏi rời ra rồi đấy. Mà nóng bức nữa. Lại muỗi đốt nữa. Thật sự là quá kinh khủng rồi. Từ chiều giờ không, từ lúc đi sang là từ lúc 3 rưỡi giờ tôi không ngủ thế nào. Tôi làm chơi thôi, không ngủ được. Nóng. Bây giờ thì thời tiết có gió một tí nhưng mà ở trong cái bàn vẫn nóng lắm. Còn thêm muỗi nữa chứ. Muỗi. Về bớt mặt ra. Giờ có 9 giờ, bây giờ mới đến sáng nữa. Nóng. Chắc tôi phải đi ngủ tí đây. Tôi vừa ngủ lắm rồi. Vừa. Để xem chân tôi nó có thư giãn thêm thế nào chứ cứ ngồi thế này. Chắc tôi không chịu nổi sáng mai mất. Nóng. Mệt. Nguội. Đau chân. Không biết mai tôi còn có thể đi lại được không nghe. Hay là chân lúc nào cũng cứ khóng khóng như này chết giờ. Thấy các bạn thấy không? Mệt lắm đấy. Đừng có tưởng ngồi như này mà dễ chịu nhá. Kinh khủng lắm. Ai có thương thì cho tôi một cái đăng ký, một cái like nhá. Rồi tôi đi ngủ tí đây. Ngủ đây. Phải chùm vào chứ không muỗi nó cắn chết. Dậy rồi. Đêm qua các bạn ngủ ngon không các bạn? Sao trời hôm qua dễ chịu hơn chút. Đó là trời mưa rồi các bạn. Mấy giờ giờ 41 phút rồi các bạn. Ơi như vậy là tôi đã hoàn thành. Như vậy tôi đã hoàn thành rồi các bạn. 8 giờ 41 phút. Ôi đứng lên thật là dễ chịu. Nhưng mà chân tôi đang không có cảm giác nữa. Mọi chân. À. 8 giờ 41 phút.
Ôi chân rồi, ông ngoài như thế luôn các bạn ạ. Vậy là mình đã vừa hoàn thành thử thách 24 giờ sống trong cái bao, không ăn mà chỉ uống nước thôi các bạn nhé. Cảm giác trong cái bao thật khó chịu vô cùng luôn. Chân mình cảm giác như là muốn rời ra luôn đấy các bạn. Nó không được co ra, không được hoạt động, không được làm gì cả. Nó mỏi cực kỳ luôn. Nhưng mà mình cũng khám phá ra một điều thú vị, đó là trong những cái lúc như thế này thì mình có thể ngồi thiền được nhé. Đấy, tôi có thể ngồi thiền được. Và có thể ngồi thiền thì có rất nhiều tác dụng luôn. Đó là tác dụng chữa buồn ị. Ở clip của mình hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Thì các bạn xem thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ mình, để chờ đón những cái video tiếp theo nhé. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.